Đang đứng tại một bên dọc đường có Nga Sơn. Và đây trước phía màn ảnh của quý vị, đây là bà con được bày bán rất nhiều các cái hoa thật luôn. Đây là hoa lan đúng không cháu? À, đĩa lan à? À ok, đó, gần chịu. Cũng quay, trước sau cũng quay. Đấy. Quý vị về hiện tại trường đang đứng trên một cái tuyến trục đường Mai Anh Tuấn. Đấy, tại gần điểm với chợ huyện trung tâm Nga Sơn luôn. Em thấy là em bán đây à? Dạ vâng, em bán đây. Đẹp nhỉ, hoa nhà mình rất đẹp. Những cái chậu lan có thể nói là cực đẹp luôn. Em ơi, như đây mình đây là có đủ các loại hoa đúng không? Dạ vâng ạ. Em có thể giới thiệu anh tí có được không nhỉ? Lồng đèn đúng không? Đây là cái lồng đèn đúng không? Tại trung tâm chợ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa quý vị ạ. Thế là bà đi ăn sáng à? Mình bán đầy đủ nhờ, đầy đủ các cái rau ngũ quả, các cái hành múi, lạt rong quý vị ạ. Đấy, và cái cải tỏi đầy đủ luôn. Đây là người đẹp đang bán hàng. Cảm ơn đồng chí nhiều nhá. Hiện tại hôm nay trường đang ghi hình tại chợ huyện Nga Sơn, và qua màn ảnh nhỏ đây quý vị có thể là xem được một cái khung cảnh một cái buổi chợ vào dịp Tết của bà con tại chợ trung tâm huyện Nga Sơn quý vị, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay là ngày 24 tháng Chạp âm lịch năm 2023 đấy. Thì qua đây quý vị có thể là xem được các cái khung cảnh của bà con trong chợ. Đây, trước màn ảnh của quý vị, đây là bà con trong chợ giao thương đang được người bán và người mua trong những cái ngày giáp Tết. Đấy, qua đây quý vị có thể là quan sát trước màn ảnh video. Thì trong chợ đây được hỗ trợ bằng mái tôn, cho nên là bà con đang phải có sự hỗ trợ bằng bóng đèn quý vị đấy. Trước màn ảnh nhỏ quý vị, đây là chợ huyện Nga Sơn quý vị ạ. Cảm ơn chị nhá, ô chị gái. Tại vì trong đây là toàn mái chia quý vị ạ, cho nên phải hỗ trợ bằng ánh sáng. Và đâu đẹp mà chị, thịt bò rất ngon quý vị ạ. Ở đây tôm tươi quý vị ạ. Đấy, tôm còn đang vía chân vía tay đấy. Tôm tua nhà chị nhỉ? Tôm này là tôm nước mặn hay là tôm nước ngọt chị? Biển Nga Tân. Vâng, Nga Tân. Tôm này chị bán bao nhiêu tiền trên một cân đang tươi như thế này chị? Tôm này là hơn 20 con, là 320. Vâng, 320. Đang còn có một cái loại 15, 18 con nữa là 350-400. Tức là chị bán nhiều loại đúng không? Nhiều loại, okay, rất nhiều loại. Tôm tươi lắm quý vị nhỉ? Đấy, 320 trên 1 kg. Đây là 20 mấy con chị nhỉ? Đây là 22 con. 22 con trên 1 kg. 15, 18 con là 400. Dạ vâng. 30 con thì 283. Vâng, đây chị gái giới thiệu hàng con và là 250. Rất chu đáo. Cảm ơn chị nhá, chị bán đắt hàng nhá. Đi sang đi. Ok, cảm ơn chị. Và đây có cô em, đây là ốc em ơi. Ốc này là gọi là ốc đinh hay ốc gì nhỉ? Ốc điếu à? Hay nhỉ. Ốc điếu. Ốc này là về mình luộc hay là mình làm gì nhỉ? Hấp xả. Hấp xả uống rượu. Rồi. Vài ly. Thế là cái này là chỉ có phục vụ cho phái nam giới đúng không? Nam giới để đàn bà để ăn lai rai. Cái này là em bán nhiều tiền trên một cân không nhỉ? 25.000 anh ạ. 25.000 một kg à? Thế cũng xỉa nhỉ? 25.000 chắc nhiều lắm. Rồi, cảm ơn hai chị em nhiều nhá. Mọi người có thể nói là rất thân thiện quý vị. Và đây trước màn hình quý vị, đây là những cái con bé còn có thể nói là những cái con tôm tích. Đấy. Có to lắm quý vị. Đây, tôm tích đang ngoảy đùi đây. Đấy, bay bay. Đây là tươi rói rói luôn quý vị nhá. Đấy. Tôm đang nhảy luôn.
đây toàn những đồ tươi, với em gái bán toàn đồ tươi luôn. Im đây cho bố cái hình, đừng có gọi bố nhiều. Từ từ đã, bố phải ghi hình đã. Để mày bán tôm à? Hơn 2 lạng lấy 50 lạng. Mà gái bán tôm, bán bè bè, bán đồ tươi hết cái gì. Đây, qua đây tôm đang nhảy, đang đạch luôn. Em ơi, như cái bè bè đây, em bán nhiều tiền một cân không em nhỉ? À. À, 270 à? Như cái loại tua đây là 270 à? Quý vị ạ, như em gái nói đây là bề bề đây là 300 trên 1 kg quý vị nhá. Còn đang tươi đang nhảy luôn. 10 con cân. À rồi. À, em bán lên chưa em bán lên cho cô đi. Bé ăn không ghi hình. Đây là cái ốc móng tay chị ơi. À, cái này là qua mình sơ chế, mình luộc hay là còn đang tươi đây? Đang tươi đúng không chị? À. Đây qua đây quý vị có thể là xem được những cái đồ hải sản rất đa dạng. À, chị ơi, cái gói này là... Hầu quý vị ạ. Và đây là cái ốc móng tay à chị? À, vâng. Hầu như chị gói trên một cái túi bóng này là một cân à? À, vâng. Nhưng một cân này là nhiều tiền không chị ơi? Dạ. À, 150 à? Vâng. Đây, qua đây là một cái túi bóng chị đã gói vào trong đây. À, chị đã cân có 1 kg. Đây là hầu, quý vị ạ. Là 150. Đấy, qua đây quý vị có thể là xem được 150. Có đầy đủ luôn. Đây là ốc hương à chị? À, ốc hương. À, còn ốc hương. Cảm ơn chị nha, chị bán bát hàng nha. Em đừng có chí, im lên cho bố ghi hình. Đây, bà qua đây. Đấy. À, vâng, chị cho bán thì nhìn đi chị ơi. Đây, những cái đồ hải sản rất nhiều luôn. Em ra đây không có bác dám vào người kìa. Con nước mặn đấy ngon tuyệt vời. À. Em đi. Đây có chị gái bán tôm bẩn. Có là gì? Đây quý vị, có thể là qua đây quý vị nhìn thấy tôm tươi, tôm đang nhảy tạch tạch luôn. Chị chăm cái đống tôm này là cũng bận đó, vì em thấy nhảy tạch tạch đạch suốt. Và đây có thể quý vị có thể là xem được và thấy rất sôi động ở đây quý vị. Đây. Em cầm lên xách đi, xách em xách đi. Em xách, em xách lần nữa đi, em xách lần nữa bố quay. Em xách lần nữa đi. Rồi giơ cao lên. Đứng thẳng lên người lên. Đấy, đúng rồi. À, giờ nhìn vào đây.
Rồi ok rồi. Nhấn nhảy ra ngoài kia hết rồi. Cảm ơn bà chị nhiều nhá. Đúng rồi. Trương Nguyễn chị ạ. Trương Nguyễn em ở đây. Đúng rồi, Trương Nguyễn. Facebook của anh là ra đâu? À, đâu YouTube. Trương Nguyễn à? Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, quá bận. Quý vị có bà chị đây bán hàng chắc có lẽ là bận nhất trên cái xe chợ đây. Đấy. Tôm nó nhảy sạch. Cảm ơn chị nhiều nhá. Tua lắm quý vị. Em cầm con lươn lên đi cho bố nào. Em móc tay em cầm lên đi. Nào đi. Không sợ. Đây này. Em sờ lên đi. Em sờ lên đi. Sờ lên đi. Nào đi. Rồi tấm vào đài xanh lên. Vì ạ, lươn to lắm. Không dám sờ. Đây có bà chị đang vâng bà chị đang nghe điện thoại lên. Chị ơi, chị bán lươn à chị? Vâng. Anh quay với em xấu hổ lắm. Không biết gì các chị. Nhân thịt lươn đúng không? Nên bán lươn à? Vâng. Đấy chị làm có đầy đủ luôn. Chị gối vào đây. Đây là chị gối la lốt đúng không? Lươn chị gối la lốt. La lốt đây là 1 kg đúng không chị? 5 lạng à? 5 lạng à? Như cái này. Như cái này chị bán nhiều không chị? 100 à? Vâng. Đây quý vị ạ, đây là lươn gối la lốt và lươn cuốn thịt gối la lốt. Và đây là những cái con lươn dưới đây quý vị ạ. Chị đang gối lên đây là chị bán, hồi nãy em quên mất là 100.000 một hộp đúng không ạ? Thế cũng gì á chị ạ? Vâng. Cảm ơn chị nhiều nhá. Dạ. Ok chị. Đấy. Chị gối đây chị đi gối đây em nhìn quay vào chị đang gối mà. Đây là gọi là lươn nhân thịt gối la lốt. Đây. Rồi chị làm đi nhá. Cảm ơn chị nhá. Chị bán đắt hàng chị nhá. Vâng chị. Vâng. Chị ơi cua nhiều nhờ chị nhờ. Cua. À vâng. Cua đây là cua đồng hả chị? Cua đây bán nhiều tiền cân không chị? Cua đây bán nhiều tiền một cân không chị? Vâng. Em đi tìm. Đúng rồi. Đây cua đồng quý vị ạ. Đây chị bán 160.000 trên 1 kg. Đấy. Chị bán đầy đủ nhỉ, cá ốc, cá luôn. Cảm ơn chị gái nhá. Gái đang bán đồ hải sản mực. Trước màn ảnh nhúa quý vị, đây là mực quý vị ạ, mực đã qua ướp đá. Đây là chị. Mực tua chị nhờ. Vâng, chị sẽ làm đi. Vâng. Có kiếm sống con này. Anh vâng. Thì có yêu cầu thì đấy. Vâng. Đến về trả ra Sơn này nhá. Vâng, đây có số điện thoại của chị này. Trả ra Sơn. Vâng, trả ra Sơn. Trả nhà luôn. Tại vì chợ trong đây hỗ trợ chia máy tôn cho nên là các chị phải hỗ trợ bằng những cái bóng đèn qua đây trước màn hình có gì đấy. Đây có hai người đẹp đang mua hàng, đang mua mực. Đây qua đây quý vị có thể là xem chị gái đang làm luôn cho khách luôn quý vị ạ. Vâng. Đây có chị gái đang giới thiệu hàng.
ra đây, em ra. Cảm ơn chị nhá, chị bán đắt hàng nhá. Chào hai chị em nhá. Ở đây hầu hết cái dãy bên đây là toàn những cái dãy hai bên phía dãy đồ hải sản có mọi người được bày bán quý vị ạ. Đây. Dãy đồ hải sản. Đây là trước màn ảnh của đi, đây là khu vực hải sản đây. Đi ta đi đi em đi. Đây lươn và mực các cái chị được bày bán rất nhiều đấy. Vâng. Chị bán cá lươn, cá ếch. Nhiều chị nhờ, có nhiều loại. Vâng đúng rồi. Đây là ếch đồng quý vị ạ. Vâng. À, anh nuôi à? Vâng. Chị cho nói là ếch đồng đi. Vâng, đúng rồi. Vâng. Đây là nhân thịt lươn chị đang gói la lốt đúng không chị? Vâng, lươn cuốn la lốt. Vâng rồi. Vâng, đúng rồi chị. Vâng. Vâng, cái có gói cá lắm đúng không chị? Gói cá ở như Nga Sơn là nổi tiếng nhất đấy chị nhỉ? Gói cá nhạch. À đúng rồi, gói cá nhạch. Vâng. Có những cái món nguồn hải sản gì mà độc đáo chị chưa giới thiệu cho chị đi chị ơi? Món ở đây là gói cá lạch này. Rồi lươn cuốn lá lốt. Đấy, như hiện tại là lươn chị đang cuốn lá lốt này và có đầy đủ đúng không ạ? Lươn đầu này, lươn cá này, lươn cuốn này hiện tại bây giờ là 200 một kg, lươn thịt 300 một kg, như Nga Sơn mình em còn một cái về đồng cối này đúng không, cũng nổi tiếng về cối Nga Sơn đấy, vâng, cảm ơn chị nhiều nhá. Chị bán đắt hàng đi chị nhá. Em đi đi. Vâng. Chị gái rất nhiệt tình. Rồi cảm ơn chị nhiều nhá. Chào các bác nhá. Em thấy dưới đây các bác hay có cái món lượt để cuốn la lốt bác nhá. Vâng, đây là làm cho rải luôn các bác ạ. Đây là cái nộm hoa chuối các bác. Nộm hoa chuối là để dùng nấu lươn cũng ngon bác nhỉ. Các bác bán được nhiều chưa? Bạn gái. Đây là bác bán rau bên đây hả bác? À đúng rồi, như thế này là ông bán lươn này, bà bán rau, bán vâng đúng rồi. Đây kể cả những cái búp hoa chuối đến nấu lươn rất ngon này, cùng mồng quý vị ạ. Đấy, có đầy đủ các cái gia vị luôn. Đấy, qua đây quý vị có thể xem này. Chúng ta bán đắt hàng nhá. Để các bác. Em quay. Đây phía bên đây cũng thế quý vị ạ. Cũng được các bác nhận cuốn thịt lươn qua la lốt. Đấy. Đây trực tiếp các bác trai bác đang làm thịt lươn này. Trực tiếp các bác trai đang làm thịt lươn đây. Đấy thử con lươn ra cái gì. Đấy qua đây cái gì có thể là xem thấy được. Bác đang làm thịt lươn. Làm cái lươn này cũng lâu bác nhờ. Bác ơi. Vâng. Thì lươn bía làm cũng lâu. Đây bác làm rất khéo tay cũng gì nhỉ. Lươn đây qua đây chỉ có thể là xem được những cái chậu lươn luôn. Bác làm nhá, cảm ơn bác nhiều nhá.
quý vị ạ, trước màn anh nhớ quý vị đây là cá lóc. Cá lóc có thể là nói là cực to luôn. Đây tại trường đang ở đây có thể là nói là những chú cá lóc cực to luôn. Cá lóc nuôi. Cô này phế hơn cá đem nha. À thì bát hơn mà cua tinh phải hết. Đây, em gái đang làm cá cho bác khách. Có một cá hả bác? À vâng. Cá là phải tành rồi đúng không? Nhưng mà cá ngon và bác sẽ làm đấy bác. Đây là cá chấm ốc của bác. Bà chị đang làm con cá này. Đây qua đây các bạn có thể xem một bát cá. Chị ơi đạp đạp đấy làm ra cho khách à, sao mà đạp lắm đấy chị? À vâng. Cá đấy tua nhỉ chị nhờ. Còn thấy mấy cân á? Ồ vâng. Bán được nhiều chưa chị ơi? À. À. Đây là cắt ra từng miếng một để ai có nhu cầu mua miếng nào mua đúng không chị? À. Quý vị ạ, có thể là mình đứng đây để xem các chị làm thịt cá. Cảm ơn các chị nhiều nhá, các chị bán hàng nhá, chị mua hàng chị nhá. Thì chị làm đấy nhá. Thế là các đồng chí ơi, không ngại à. Đây quý vị ạ, cái giải đây là cái giải hàng cá có các chị được bày bán về cá đồng, cá nuôi, cá chấm, cá chui, cá lóc đấy. Đây. Cá ngon chị nhỉ, đúng không? Đây là cá à cá chấm cua trắng đúng không? À, đúng rồi, chấm cua chấm giòn. À, chiếc giòn đúng không? À đây là chiếc. Chiếc giòn. Chiếc giòn này thì ngon à. À đây là cá tằm à. À ô đây cá tằm quý vị ạ. Đây cái này. Nhưng mà quý vị nhá, đây là con cá tằm đấy. Chưa là cái hình tại chợ huyện Nga Sơn đấy, có tỉnh Thanh Hóa. Và đây là cá chiếc giòn cái vị này, thì đây được cắt ra từng miếng mà thiếu nhỉ, đây xiết răng nhỉ, ăn chưa mà xiết răng. À thế là hai mẹ con à, hay là hai chị em? Hai mẹ con à, có hai mẹ con à, ra mà chỉ giống nhau thôi không? À đúng rồi. Hai mẹ con to đi lên. Đây là cá chiếc giòn này. Lên ảnh đi. Vâng. Đây này quay lên có tâm thì có đẹp này. Cảm ơn hai chị em chia nhiều nhá. Đây này quay lên có tâm thì à đúng rồi. Chị ơi chị có thế chị ôm lên có được không nhá? Được đây. Chị ôm lên cho em hát nhá. Nhá, chị đứt chồng vâng. Đẹp cho này em có tâm thì chúng tôi giúp chị này. Đúng rồi đấy, cá tằm đấy quý vị ạ. Đây là cá tằm chị gái đang ôm lên tại chợ bên Nga Sơn. Rồi ok chị. Và có cái số điện thoại. Đúng rồi, số điện thoại. À, đây đây, có số điện thoại đây. Đây này, có cái tâm giòn này quay. Và từ từ đấy chị ơi. Và qua đây quý vị có thể là xem được chợ bên Nga Sơn. Ở đây. Có chị gái rất nhiệt tình nhá. Ok chị, đây. Cảm ơn chị nhiều nhá. Ừ. Đây là tâm giòn nhá. Và quý vị ạ, có cái số vâng mà, có cái số điện thoại 033-250-8848. Đây qua đây quý vị có thể là đến trực tiếp cho chị. Đây cá tằm, cá chấm giòn ở đây đủ luôn. Okay. Cảm ơn các bà chị gái xinh đẹp nhiều nhá. Okay. Vâng, ok chị. Cảm ơn chị. Chị giới thiệu nhiệt tình quá. Và đây quý vị ạ, đây là gọi là trạch đồng đấy, trạch đồng, trạch cực ngon luôn đấy.
Sờ tay đi. Đây sạch sạch đồng nha quý vị nha. Sạch đồng. Em rửa tay nha. Em sờ bán chưa? Chanh này là bán nhiều tiền trên một cân ông chí ơi? Dạ. À 80.000 quý vị ạ. Đây là chạch đồng đây, chỉ bán 80.000 trên 1 kg quý vị nhá. Chạch đồng chỉ bán cả tầm luôn. Vâng, ok chị. Đây là cái bín cá tầm của chị này. Đây có số điện thoại này quý vị có thể là check in qua, quý vị có thể là đến trực tiếp với chị tại trên đường Nga Sơn đúng không ạ? Cảm ơn chị gái nhiều nhá. À đây, à thấy mình thấy là lạ có cái mấy cái con cá này là cá gì đây em nhỉ? À cá mú à. À cá mú này chắc có vẻ là đắt tiền lắm đấy chị. À nhiều tiền một cân không nhỉ đồng chí nhỉ? 130.000 một kg. À như cái con này chắc có thể tầm 2 cân đúng không? À đúng không? Đây quý vị ạ, trước màn ảnh nhô các vị đây là cá mú. Đây cá mú. Cá mú này như cháu gái đang báo giá là 130.000 trên 1 kg quý vị ạ. À con này rất to đúng không ạ? Đấy gái bán hàng rất khéo. Và tôm hiện tại tôm tươi luôn đang nhảy đánh đạch trên rổ luôn đúng không ạ? Đây tôm tươi đây. Bán được nhiều chưa? À rồi. Giờ này bán cả ngày đúng không? À bán đến tối đến mấy giờ tối là nghỉ nhờ? À rồi. Đấy có cháu gái rất diện gái bán đầy đủ này, kể cả cua này quý vị này. Có sống luôn đúng không? Đây nhiều đó. Cảm ơn đồng chí nhá, bán đắt hàng nhá. Đấy, ok. Ra đi đi. Bán gì à? Có mà chị bán ấy rất nhiều nha. Và đây hiện tại đây quý vị ạ, và hiện tại đây là có bà cô em người nhà đấy mua cá chị đó. À mua cá nục à? À chính đang đi xuống à? Chính đang xuống. Chính là xuống em ạ. Anh xuống trước à? Anh xuống trước. Ăn rồi, hai bố cô ăn rồi. À, Thím đi chào đi nhá. Em đi chào đi. À, chưa đến tiền à? À, đến mai đi cũng được mà. Cảm ơn bà chị nhá. Ô, cá gì đấy mà tua bác nhờ? Cá vược à? Ồ, cá tua bác bán cá đây à? À, bác mua con nào bác? Mua các ba con luôn à? Ôi, bác có việc gì mà mua nhiều thế? À vâng, dạ vâng. Mua nhiều rồi. Vâng. Thế là 160.000 một kg rồi bác. Vâng. À cá vược đấy quý vị ạ. Anh em phải điện bác trả tiền cho nó. Cái anh như vậy như bác thì đây trước phía màn hình có quý vị đây là cá vược. Em ơi đứng ra đi chưa? Chỉ 16 con. Đây cá vược còn đang sống luôn quý vị. Cứ tiêm rồi nhé. Bác làm cả gần cả yến cá vượn rồi. Báo bác mua gần cả yến cá đúng không bác? À, cá vượn ăn ngon rồi bác. À, mua biếu rồi bác. Bác ở đây là cái món gì đấy bác nhờ? À cá nhân hành à? À bác bán đầy đủ các đây là cá nhân hành đặc sản của Nga Bạch này. À ngon lắm luôn đấy.
Đây là cái này mình đã qua đông rồi bác. À đúng rồi, sò lành lạnh thôi. Cá nhân hành đây là thuộc về là loài cá gì bác? Cá mối làm nhân hành, đặc sản của Nga Bạch, một năm có một lần. À vâng, cá mối hả bác? Vâng, đặc sản của Nga Bạch. Em ơi đứng nghịch nhá. Thế là như một cái rúa đây là một cân à bác? Một cân là 250. 250. Vâng, vâng. Vâng, đúng rồi. Kỳ công nhà bác nhờ, em thấy bác làm rất kỳ công và rất sạch sẽ này. À, đây quý vị ạ, đây là cá mối. Cá mối, một cân là 250, đúng rồi. Vâng. Em ơi đừng nghịch. Nghịch lắm, cháu nghịch lắm. À, trên lại. Không cho cô đi theo nó bố cái hình mắt em đừng nghịch nhá nhìn những bác nhá. À, một năm chỉ làm có một lần. À, dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều nha. Bác bán được nhiều chưa? Đây bác bán đầy đủ về các cái cá khô luôn đúng không? Vâng. Đúng rồi, đầy đủ cá khô quý vị. Vâng. Và đây quý vị ạ. Có bác gái đang giới thiệu về cái cá gì mà một năm chỉ có một lần. Cá mối nhân hành. À cá mối nhân hành. Vâng, đúng rồi, đặc sản Nga Bạch đây quý vị có thể là xem qua đây và trường sẽ check in cái số điện thoại cho quý vị có xem được qua video này, quý vị có thể là điện trực tiếp cho bác có thấy ship được không ạ? Đã có ship được không? Có. À. Quý vị nào có gần đây thì qua điện thoại đây quý vị có thấy là bác tận tình bác ship đến tận nhà này. Đây là cái số điện thoại là 0975 869 379 đây quý vị ạ. À, cảm ơn bác nhiều nhá. Bác gái rất nhiệt tình. Ok bác bán đầy đủ luôn. Đây. Bác. Cảm ơn bác nhá. Vâng. Đây bà con. À rồi anh ghi ít hình tí. Ô em đây em bán đầy đủ nhá. Ô bán hết đầy đủ kể cả cái đồ khô về hải sản khô này. Có cá tôm này, đấy, tôm và mực và cá có đầy đủ luôn. Kéo nhiều phết. Và có cái đồ vật dụng về đồ cha, đồ đầy đủ các đồ luôn. Chào bán em gái nhá. Ngồi ấm đạm quá, chào Tết đúng không? Em đứng nghịch nhá. Cảm ơn em nhá. Có biết bây giờ mới là cái thời điểm để mà cô đến quan tâm đến chợ rất đông quý vị ạ. Ở đây sẽ quay mặt mình cho tất cả quý vị có thể là xem. Đây qua đây quý vị có thể là xem được bà con quan tâm đến những cái đồ hải sản rất nhiều quý vị ạ. Đấy. Đây cái chuyên mục vào để quay các bác ngồi cá trong đầy. Đấy. Chị ấy đắt khách và chị nhờ. Chị đắt khách nhờ. Đây có các chị em đang quan tâm về các cái đồ hải sản về đồ biển rất nhiều quý vị ạ. Đấy. Em chào mọi người đi. Đấy, xem ra. Cảm ơn mọi người nhá. Các bạn thịt gà thịt ngan à bác? Đây. À đây vàng. Đây là các cái hàng gà tại Nga Sơn các bác đang làm sẵn này. Chợ trung tâm huyện. Và sẽ quan tâm đến các người đẹp ở đây nhiều hơn vì tại vì mọi người hoa xem hoa. Đây. Bán được nhiều chưa bác? Trời ơi, bán bình thường lắm. Vâng. Năm nay khó khăn lắm. Vâng. Không, hôm nay cũng là mới là ngày 24 tháng chạp. Và đây qua đây quý vị có thể là xem được gà đây bác làm còn đang cá trứng đây này quý vị này. Đấy, trứng. Gà ngon đấy, trứng gà ngon hết. Ngon gà. Gà cực ngon quý vị.
Và có em gái bên đây đang làm việc gà cho khách. Hai người đẹp luôn. Đây cái vị nhá, đây. Cảm ơn bác nhiều nhá. Bán đắt khách bác nhá. Đây con người đẹp đây mình nhé, xía mãi về máy quay. Cảm ơn người đẹp nhiều nhá. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của Trưởng.
Video Trượng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi video của Trượng. Xin được cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Quý vị xem thấy hay cho một like và một chia sẻ kênh và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn đến tất cả quý vị rất nhiều.